Hôm qua lang thang ở mấy dark web thấy một số điện thoại của bảo mẫu với nội dung khách ai dám gọi. Gọi luôn sợ gì? Để tôi nói chuyện. Ra ngoài đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ui giời, tưởng gì? Bíp rồi. Gọi phát nữa xem nào. Chào em. Sao nó biết tên tôi? Ui giời. Hắn gọi lại. Đừng nghe. Chào Quang, nhắn với các bạn đừng tự ý tắt máy thế. Tôi không hài lòng đâu. Ông muốn gì? Tôi sẽ đến làm bảo mẫu của các bạn.